Vâng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Lộc. Thì hôm nay mình đã liên hệ lại được bạn ông ngoại để test lại cái khẩu scat thường mà lúc trước thì mình có làm về cái khẩu này rồi, nhưng mà do mình lỡ tay mình ấn nhầm và nút xóa. Rồi giờ chúng ta sẽ so sánh giữa hai khẩu scat thường và khẩu Evil Scat. Thì như các bạn đã thấy, chỉ số của khẩu Evil Scat thì nó có sát hại là 28, xạ tốc thì 84, ổn định 86. Điểm DV của nó ban đầu là 12. Còn mấy cái chỉ số xạ trình xuyên thì nó cũng mình đã so sánh nó cũng tương đối với khẩu scat thường thôi. Còn đây là khẩu scat thường, mình đã cường hóa được bạn ông ngoại đã cường hóa lên 8 rồi. Thì nó đã có cái sát hại là 32. Nhưng mà có cái là sát hại nó cao hơn rất là nhiều so với khẩu Evil. Nhưng mà về xạ tốc và ổn định thì nó lại thấp hơn. Và khẩu này nó không có cái điểm DV mặc dù nó đã được cường hóa lên 8 rồi. Và đạn của nó cũng không được cải thiện, vẫn 30 đến 60 viên. Xạ trình nó thì nó lớn hơn là cả xuyên nữa. Rồi. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu test cái khẩu này. Thì lúc trước mình đã làm cái video về cái khẩu Evil Scat rồi. Thì như các bạn đã thấy thì sát hại của khẩu Evil Scat thì nó khá là yếu. Cộng thêm đó là cái thay đạn của nó rất là chậm luôn. Thì mình cũng đã nói ở trong cái video đó thì cái khẩu scat thường thì nó lại thay hạn rất là nhanh. Thì giờ mình sẽ test thử cho các bạn test thử cho các bạn coi nó sẽ thay hạn nhanh nữa nào. Rồi, và con này thì tuy cái ổn định nó thấp nhưng mà nó sát hại nó rất là mạnh và cái đục của nó rất là khủng luôn. Rồi rồi đây đấy, các bạn thấy nhưng mà cái độ ổn định của nó lại rất là kém luôn. Hôm nay các bạn nên đừng thấy như này mà nên bắn theo cái kiểu bắn dòng AK-47 ấy. Tại vì mình test xuống chiếu là mình thấy là mình cũng mình thì thấy địch là mình rất là thích thấy rồi. Tại vì nhấp chuột nhấp nhấp tay nó rất là hơi bị khó. Rồi. Rồi. Rồi, công phá mình nó. Đấy. Như bạn thấy thao tác rất là nhanh luôn. Khác hẳn so với lại rồi. Khác hẳn so với lại Evil Scat. Và hôm nay đục thì nó rất là bá đạo rồi. Rồi, mạnh thứ hai. Đục, mình cảm giác cái khẩu này đục còn mạnh hơn là mình cầm cái khẩu Evil mình bắn thẳng vào con địch. Chắc chắn luôn. Ôi rất là mạnh luôn. Còn lại đúng này đục vô đối rồi. Chết. Nói chung là bạn nào mà quen bắn dòng AK ấy, thì các bạn nên mua cái khẩu này hơn là khẩu Evil Scat. Nếu như các bạn nào mà quen bắn dòng AK thì các bạn sẽ làm chủ được cái khẩu này rất dễ dàng rồi. Tại vì mình không quen bắn mấy cái dòng nhìn xuống nó ổn định nó thấp này. Đấy, ăn đi đấy. Rồi. Tại vì trước đi rank mình toàn cầm những cái khẩu dòng SMG thôi. Chủ yếu là mình cầm khẩu P90 hoặc là khẩu MP5. Những cái dòng xuống mà có cái độ ổn định rất là cao. Cho nên là mình gặp địch mình còn sấy và cái bắn của mình là chỉ có sấy rồi. Cho nên là mình bắn quen rồi. Và khi bắn lại những cái dòng mà có cái ổn định nó thấp thế này thì mình rất là khó bắn luôn. Nên là bắn những cái dòng này mình có hơi gà. Rồi, anh em vừa đến một viên lửa được mà mất khá là nhiều máu luôn. Rồi, mất máu không hả? Rồi, mất một ít. Đây, rõ đầu đây. Đâu rồi? Ôi rồi. Có người gọi. Rồi xong rồi. Tự nhiên là đang trên mượt có người gọi phát máy nó lại hơi lắm nát rồi. Và hai cái khẩu này thì các bạn thông cảm nha, giờ mình sẽ pause video để mình nghe lại xem coi. Rồi. Thì chào mừng bạn đã quay trở lại.
thì các bạn thông cảm do có người thân gọi điện cho mình đúng cái lúc mình đang làm video, cho nên là mình và bắt buộc mình phải dừng video một lúc thôi. Rồi chúng ta sẽ test lại cái khẩu này. Thì lúc nãy mình đã nói đến đâu nhỉ? À, mình nói là hai cái khẩu Evil Scar và khẩu Scar thường là đều trang bị ông lắm đấy. Rồi ui dồi ui dồi ui dồi đâu đây á được về thế. Giờ máy nó cứ hơi lắc lắc, đang làm video lại có thêm cuộc gọi nữa thì nó rất là lắc luôn. Còn là thanh niên cầm ngắm này, ôi rồi nó ngồi trên nóc tàu kìa. Rồi xong rồi, lần này chết ngay mà anh gặp phải pê trên người thì anh hiểu đứt rồi. Chết đây. Không ai nhìn đấy à? Từ này có. Ơ kìa. Tại sao bắn chán nhé. Khẩu này thì nó xạ tốc nó chậm hơn, nó thấp hơn so với khẩu Evil, cho nên là nó bắn khá là chậm. Mặc dù khẩu này đã được cường hóa lên tá rồi đấy. Khẩu này các bạn không nên tiếp cận để áp sát mục tiêu, mà các bạn nên đứng xa và các bạn bắn tỉa thì rất là vô đối luôn. Rồi mình thì mình không cần bắn tỉa cho lắm, mình chỉ đứng thích đứng đối mặt với con địch của mình sấy. Khẩu nào càng nhanh càng mạnh càng thích. Ôi 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 chết chưa hả? Rồi mà không ăn được. Thế là cũng may có đồng đội cover, không thì phát đấy thì mình cũng mất rồi. Nhiều lúc không thể nào mà tĩnh tâm được. Xong rồi, ra rồi. Rồi, ra rồi. Ui. Điền thế. Máy móc lại là chán thật. Được chơi được một thời gian đầu rất là sớm, nhưng mà chơi càng về sau cảm giác cảm ứng nó càng ngày nó càng bị đơ đơ. Chắc là do mình chơi cái game này nhiều, nó rất là hại máy luôn. Thao tác ba ngón tay trên màn hình sau một thời gian dài cảm ứng nó rất dễ bị loạn luôn. Chết đi. Đấy thằng này nạp đúng lắm rồi. Đây quạt heo, bắn vậy mà không trúng một viên ạ. Nó đứng rồi bắn đấy. Mình cũng đứng yên, mình tỉa đấy. Vậy mà không trúng luôn. Cậu này rất nhà mẹ nó thì độ nịnh nó rất là thấp, cho nên nó rất khó bắn luôn. Nhảy đi đây hả? Nhảy, rồi, nhảy ra headshot đấy. À đây nữa. Ui hồ đông quá. Rồi. Đấy, đấy, đấy. Rồi, rồi. Ba mạng rồi, còn một tên nữa thôi. Một tên nữa đâu rồi? Ra đây. À đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi.
Đồ. Một viên nữa rồi mà vẫn không trúng được. À, mình bắn mấy cái dòng xuống này rất là ngu người luôn. Rồi, lao đầu vào hang cọp rồi. Thôi xong, cứu em. Thôi. Đấy rồi. Rồi. Chạy đâu rồi mà nhanh vậy? Đâu nhỉ? Ôi giời. À, đứng ngay cạnh mình. Thấy gần hết bằng là không có bên nào luôn. Đến mình đây. Chạy đâu mà vội vàng còn đây này nữa. Ui rồi. Để vậy bắn xong rồi mình nấp cho rồi. Hàm ăn làm cái gì? À, có thanh niên là cầm flash. Có đấu lại được không? Anh này thú rồi. Đấy bắn đi, nó kìa. Rồi anh làm gì đây? À, thanh niên lại đứng nấp trong đấy. Ai ngờ lại bị bắt bài. Bắn mè. Rồi chắc có lẽ mình sẽ test thêm một cái trận nữa về cái khẩu scat line này. Tên đầy đủ của nó là scat line. Rồi như các bạn thấy thì hôm nay số người chiến đấu rất là đông luôn. Hơn 2.000 người. Ok. Cái map đó này sẽ là cái map đấu gì đây? Một map đấu đội à? Cái map này, nghe nói cái map này rất rất dễ bùng và hack luôn. Mình cũng nghe nói là nó rất chính xác rồi. Cho nên là mỗi lần mình chơi cái map này mình cũng rất là ngại. Khi mà gặp cái thanh niên nào có cái ý đồ chơi xấu. Đây đây. À, em xin chơi làm gì đấy? Trời ơi. À, sẽ đứng cái này đợi con địch nó hồi sinh phát đây. Đấy một tên. Rồi cho đi. Rồi tên thứ hai đi luôn đi. Để anh bóc lưng nào. Rồi. Đấy, tên này không thấy mình này. Không thấy chết còn gì. Rồi hai tên này vừa đi đây rồi. Đấy rồi, ôi trời ơi, định làm gì, định ngồi trong đấy hả? Đâu nữa, còn em sinh tươi nữa đâu rồi? Sợ chắc bên mình nằm la liệt thế này. Đây rồi, chết chứ còn gì nữa. Đây, em sinh tươi đây rồi. Ôi trời ơi. Đối mặt với lại cái chân mưa thì đúng này đứt rồi. Anh đi đây. Rồi. Mình làm gì đây? Mình bị ngáo rồi. À. Ok. Thì giá như là cái khẩu scat Evis mà thay đạn nhanh được trên cái khẩu này thì đúng là tuyệt vời luôn. Rồi. Hai đạn rất là rùa luôn. Mình cảm giác cái khẩu scat Eagle thay đạn còn chậm hơn cả khẩu G36 đấy. Tuy hai cái thao tác thay đạn của hai khẩu này nó tương tự như giống giống nhau. Ui.
Giết. À, ngồi làm gì đấy? Đứng sau nha. Đấy. Rồi. Hai nhân cầm sniper không thèm check thì sao? Không có ai thì tôi đứt rồi. Đây nữa nè. Ngắm hả? Ngắm gì đây? À, đây này. Ngắm đúng không? Ngắm đúng không? Rồi. Ôi ôi. Một ổ nha nè. Thôi 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 thôi. Bám theo kế, chủ là dẫn sách. Ơ ôi à, anh em nào không chết bởi ấy kìa. Rồi tên mình bắt đầu xuất hiện thêm một quả tạ rồi. Ôi ôi rồi à, lại nhất nè. Ok ok. Ôi trời, các bạn thấy điều không? Rất là hư cấu luôn. Cậu bắn rất ảo luôn. Chính tâm ở giữa mặt rồi bắn vẫn lệch. Không biết là do trình độ mình ngu hay là do khẩu súng này nó có cái ổn định rất là thấp hay sao mà phát đấy không trúng là mình thấy nó hư cấu rồi. Rồi. Rồi, mọi người đây này đứng đây. Chắc qua nhà mình rồi, à đây rồi. Lỡ lỡ. Ừ. Bắn cái khẩu này nó đâm ra nó lại rất là tạ luôn. Rồi. Chết đi. Ôi 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 ôi, ở đâu nhỉ? Ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Ở đâu ấy? Ở đâu mà như ma vậy? Đây rồi. Đây rồi, đây rồi. Chết đi ạ, chết đi, chết đi. Rồi. Hầu như mình bắn cái khẩu này cứ phải thấy gần một băng thì may ra mới giết được một tên. Cái này đạn đâu ra đủ. Ui. Ừ, 3 chết 10. Rồi, cái này nặng quá mình này. Chạy đâu, nhảy rồi, cho hết nắng. Ê, ê, bình tĩnh. À, đây nữa. Nhanh đấy, nhanh đấy. Chết chưa, chết chưa, chết chưa. Vậy mà không chết nữa. Vậy mà không chết nữa. Rồi, còn 2 mạng thôi, cố lên nào. Còn 2 mạng đó là chiến thắng rồi. Chiến thắng còn đi máu. Rồi, còn 1 mạng nữa. Ok, hết đạn rồi. Thua à? Ôi, what the fuck. Tại sao lại có thể thua được một cái trận nó hư cấu, nó vô lý như vậy được hả? Ôi, đáng mẻ quá. Rồi. Chắc có lẽ mình sẽ dừng cái clip test về cái khẩu Scat Line ở đây thôi. Thì nhìn chung thì cái khẩu này đêm sát hại của nó rất là mạnh và được cái thay đạn nó rất là nhanh so với khẩu Evil Scat. Rồi và nếu các bạn thích cái video này thì nhớ like và subscribe kênh cũng như comment ý kiến bên dưới để mình có thể cải thiện được các video sau nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.